Mộc Quyên Beauty đã tổ chức đêm dạ tiệc áo dài, nàng MOC tri ân khách hàng với thông điệp kiến tạo nên vẻ đẹp nổi bật, make outstanding charm, một nhưng vẫn tỏa sáng. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, trong năm qua, Mộc Quyên Beauty còn tập trung hoạt động xã hội, lan tỏa yêu thương đến những mảnh đời khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa. Bởi vì Mộc Quyên Beauty quan niệm rằng cái vẻ đẹp không chỉ nằm ở làn da, mà vẻ đẹp còn được toát lên từ tâm hồn bên trong. Tại vì có câu nói là tâm sinh tướng mà. Chính vì điều đấy nên vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ phải có sự kết hợp của hai yếu tố, đó là vẻ đẹp làn da và vẻ đẹp tâm hồn. Và đó là lý do tại sao mà chiến dịch Vỏ Trắng Đến Trường được kết nối xuyên suốt, bởi mỗi sản phẩm khách hàng sử dụng sẽ có một quyển vỏ trắng để cho đi. Qua đó, mỗi sản phẩm khách hàng sử dụng sẽ quyên góp thêm một quyển vỏ trắng tiếp sức đến trường cho trẻ em khó khăn. Hơn 2.000 quyển tập đã được Mộc Quyên Beauty trao đến nhiều trường tiểu học tại vùng biên giới Tây Ninh.